Tin quốc tế, trong 3 ngày qua, các đám cháy rừng bùng lên do gió mạnh từ cơn bão Dora đã thiêu rụi hầu hết Lahaina, một thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng trên đảo Maui của bang Hawaii, Mỹ. Ít nhất là 53 người đã thiệt mạng, hơn 1.000 công trình xây dựng bị phá hủy hoặc hư hại. Cho tới thời điểm này, đây có thể coi là thảm họa thiên nhiên có số người thương vong cao nhất ghi nhận được tại Hawaii kể từ trận sóng thần năm 1961 khiến 61 người thiệt mạng. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa ở Hawaii. Những bước chân hối hả của du khách tại sân bay Kahului, Hawaii. Nhưng khác mọi lần, thay vì đến để tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ, họ mong được rời khỏi đảo Maui của Hawaii càng sớm càng tốt. Ít nhất 3 đám cháy lớn bùng phát cuối ngày 8 tháng 8 ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina, phá hủy toàn bộ nơi này. Tốt nhất là cố gắng rời khỏi đây. Khi chúng tôi lái xe qua Lahaina, khu vực trông giống như một vùng chiến sự, trông như ai đó vừa đánh bom toàn bộ nơi này. Thị trấn này bị tàn phá hoàn toàn, bị thiêu rụi thành tro. Tôi cảm thấy buồn vì đang là tuần trăng mật của tôi. Tôi cũng thấy buồn cho những người đã mất nhà cửa. Cho đến nay, hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi Maui. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa ở Hawaii để tăng mức viện trợ của liên bang cho các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành. Song thống đốc Hawaii Josh Green nhận định số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng. Theo ông Green, 80% thị trấn Lahaina bị thiêu rụi và cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Đây có thể là thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử bang Hawaii. Hiện chưa xác định được chính xác nguyên nhân cháy rừng ở Maui, song cơ quan thời tiết quốc gia của Mỹ cho rằng thảm thực vật khô, gió mạnh và độ ẩm thấp đã gây ra cháy rừng.